Quang Đậu xin chào các bạn. Là trưa hôm nay mình có ghé thăm các cháu của mình. Thì ghé thăm các cháu của mình thì có đứa thì kêu ông ngoại Sáu, là ông ngoại Sáu ơi, mấy ngày hôm nay là con buồn quá. Mình mới hỏi ủa sao buồn rồi con? Sao buồn? Nhưng mà mình vẫn biết là các cháu mình buồn là như thế nào rồi, là tại vì là các cháu nó không có đến trường nè, đến lớp nè, là các bạn thì nói chung là buồn ở nhà bố mẹ coi như là hỏi làm một chút cái gì đó không vừa lòng, là bố mẹ rầy la mắng. Còn ở trên lớp thì nói chung là cô dạy, cô chỉ bảo những điều gì thì coi như là rất vâng lời, rất là khen. Mình biết điều đó rồi, mình nói thôi được rồi, bây giờ là ở nhà thì bây giờ là ông ngoại Sáu sẽ bày cho các con hát được không? Rồi đứa nào đứa nấy nó cũng thích hết rồi á, thì hỏi bây giờ các con thích hát bài gì. Có đứa nói là con thích hát cái bài meo meo meo, mà đó ông ngoại Sáu chỉ con hát bài meo meo á. Ủa bài meo meo là bài gì? À bài rồi. À, ông ngoại Sáu nhớ là cái bài đó là bài của nhạc sĩ Hà Ngọc Bích viết lâu rồi. Có phải là cái bài là leo 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 đứa mặt như mèo, sâu sâu lắm chẳng được mẹ yêu. Bây giờ các con thích hát bài đó không? Nhưng mà bây giờ là hát như vậy thì bây giờ là có là cháu nào có thể hát lại cho ông nghe không? Nói thôi bây giờ con thích ông ngoại Sáu hát cải biên đi. Con cũng buồn quá ông ngoại Sáu, coi như là quê hương của mình, coi như từ ngày giờ coi như là con nghe nói là Covid-14 corona virus rồi, con buồn quá, làm cho các con không có đi học được. Các con từ ở thành phố Hồ Chí Minh mà các con về đây là tưởng là không có gì, cuối cùng là các con coi như là bị cô 34 Covid-19 này coi như là làm cho cái Phan Thiết này con buồn quá, con không có đi tắm biển được nè, mà con không có đi chơi được. Mấy hôm là con về là có cậu Đinh là dẫn con đi đến nhà thiếu nhi Bình Thuận nè, cho con chơi trò chơi nè, rồi ra ra vườn sân chơi của Võ Văn Kiệt ở đường Võ Văn Kiệt chơi xe, nào là xe đủ thứ loại xe, không muốn đi xe nào cũng đi, sướng quá trời luôn. Kỳ này con về đây là coi như con không muốn được chơi cái gì hết trời, con buồn quá. Bây giờ ông ngoại sáng khác mà hát mới thôi, từ ngày giờ ông ngoại Sáu hét nhiều quá rồi. À bây giờ nếu mà các con thích vậy bây giờ là thôi, bây giờ ông ngoại Sáu vậy, ông ngoại Sáu cải biên bài hát meo meo nha. Bây giờ là ông ngoại Sáu đọc qua các con nghe thử coi có được không, nếu mà được thì ông ngoại Sáu chỉ cho các con hát luôn rồi nha. Cô Trang ơi, cháu nghe thấy hết cả rồi, khắp đất nước phát bệnh cũng chỉ vì cô. Sao cô không thèm chịu khai báo rõ, tới giờ này mà cô cũng không chịu khai. Không đến trường đến lớp cũng chỉ vì tại cô. Sao cô ác, cô ác, cô ác quá. Mấy nhỏ anh thích quá. Nói bây giờ thôi ông ngoại Sáu hát thử cho con nghe được không? Bây giờ ông ngoại Sáu hát nháp thử nha. Cô Trang ơi, cháu nghe thấy hết cả rồi, khắp đất nước phát bệnh cũng chỉ vì cô. Sao cô không thèm chịu khai báo rõ, tới giờ này mà cô cũng không chịu khai. Không đến trường đến lớp cũng chỉ tại cô. Sao cô ác, cô ác, cô ác quá. Sao cô ác, cô ác, cô ác quá. Mẹ nhỏ thấy em khoái. Hát coi như là trúng, tại vì từ ngày giờ nói chung là coi như là các cháu nó đã lớn rồi, nó nói chứ học mẫu giáo rồi, từ mẫu giáo nhỏ bây giờ là chuẩn bị vô lớp 1 rồi, có cháu là học vào lớp 3 đó, mà các cháu nó ở Sài Gòn về nó Phan Thiết rồi, coi như những cái ngày mà chống dịch corona nè, cứ nghĩ rằng Phan Thiết không có gì, cuối cùng các cháu nó về lại là do cái Covid linh trang này là coi như là gây tai hại rồi, coi như là nói chung là các cháu nó đều biết hết đó, nó lắng nghe nó cũng biết hết, chứ không phải là mình gieo vào nó những cái điều mà nó không hay. Nhưng mà cái đây là chuyện có thật,
Đó, từ già đến trẻ, từ trẻ đến già, từ miền đảo đến hải đảo xa xôi, nói chung là cả toàn quốc rồi cả thế giới cũng đều biết là cái corona là như thế nào, và ngay cả quê hương Bình Thuận mình là như thế nào rồi. Đó, cho nên là cũng không phải gieo vào đầu của các em thiếu nhi, các em nhỏ, các cháu nó không biết gì mình gieo vào thì không nên, nhưng mà thực tế ra cái này là cái việc có thật đó. Rồi mình nói thôi, bây giờ là ngày 6 sẽ mở cái clip nhạc đó, để coi ông ngồi 6 tập cho các con hát qua và các con hát theo cũng được nha. Cháu nghe thấy hết ca rồi, khắp đất nước phát bệnh công chi vì cô. Sao cô không thèm chịu khai báo ro, tới giờ này mà cô cũng không chịu khai, không đến trường, đến lớp công chi tại cô. Sao cô ác, cô ác, cô ác quá. Sao cô ác, cô ác, cô ác quá. Cô Trang ơi, cháu nghe thấy hết ca rồi, đất nước phát bệnh công chi vì cô. Sao cô không thèm chịu khai báo ro, tới giờ này mà cô cũng không chịu khai, không đến trường, đến lớp cũng chỉ vì tại cô. Sao cô ác, cô ác, cô ác quá. Sao cô ác, cô ác, cô ác quá. Cô Trang ơi, cham nghe thấy thế cả rồi, cham đất nước phát bệnh cũng chỉ vì cô. Sao cô không thèm chịu khai báo ro, tới giờ này mà cô cũng không chịu khai, không đến trường, đến lớp cũng chỉ vì tại cô. Sao cô ác, cô ác, cô ác quá. Cô ác, cô ác, cô ác quá. Cô Trang ơi, cháu nghe thấy hết ca rồi, khắp đất nước phát bệnh công chi vì cô. Sao cô không thèm chịu khai báo ro, tới giờ này mà cô cũng không chịu khai, không đến trường, đến lớp công chi vì tại cô. Sao cô ác, cô ác, cô ác quá. Cô ác, cô ác quá, quá. Các cháu mình nó vỗ tay quá trời luôn. Vậy là mình cũng nói thôi, bây giờ các con cứ vui vẻ, rồi khi nào mà ở Phan Thiết mình lắng động Covid-19 này thì là ông ngoại sáu dẫn con đến nhà thiếu nhi Bình Thuận, chỗ ở đó là ông ngoại sáu dạy đàn ở đó, rồi ông ngoại sáu tặng cho các con nhiều vé trò chơi để các con chơi. Thôi bây giờ các con nghe bài hát này, nếu mà các con hát được thì bữa nào là hát lại cho ông ngoại sáu và cả nhà đều nghe. Rồi thôi bây giờ là ông ngoại sáu về về nha. Xin chào các bạn. Đó là một cái bài hát vui mà những cái ngày tháng mình cũng gần gũi với các cháu thiếu nhi, mình cũng đã tập hát nhiều bài, mà ngay cả những đứa cháu mình, và ngay cả những lúc mà mình ru con mình cũng hát những cái bài hát thiếu nhi, chiếc ngựa tre, cởi ngựa tre, nói chung là nhiều nhiều bài, nó bé bé bằng bông, nói chung là nhiều bài thời kỳ mà mình có con nhỏ. Thì thôi hôm nay mình xin chào các bạn với những cái ca khúc vui nhộn cho cái những cái ngày tháng mà đóng cửa nhà nghỉ, nói chung là nó cũng mình muốn làm những cái điều gì đó để cho nó vơi đi. Nó bớt căng thẳng, để cho mình có những cái là nhạy cảm đến cái những cái vấn đề sáng tác, rồi trong cái vấn đề kinh doanh. Chứ bây giờ mà nhiều khi nằm lên nằm xuống thì nó bệnh đó các bạn. Cho nên là mình phải tìm cái nguồn vui, mà tìm cái gì đó mình cũng, cái này cũng không chỉ trích gì ai, tôi cũng chả chỉ trích vì cái Covid-34, mà cái này chuyện 34 là chuyện có thật, chứ không phải là tôi vu oan cái vấn đề gì hết cả, mà chuyện này thì chuyện có thật đó. Nhiều người ta chửi mắng những cái chuyện nó không đâu đâu, thì cái chuyện đó chuyện của người ta, còn riêng bản thân tôi thấy chuyện này là chuyện có thật đó, chuyện có thật
Rồi xin chào các bạn nha.